Đôi khi trong cuộc sống soàn nhật, chúng ta vẫn hay cầm gặp gỡ những chuyện mâu thuẫn lạ lùng, dễ chơi như việc hỏi mua giày trong bức ảnh dưới đây. Mặc dù chủ nhân bức ảnh đã cố gắng quên tròn đôi giày để nhấn mạnh trọng tâm câu hỏi, nhưng có vẻ như 14K cư dân mạng chẳng ai quan tâm, thay vào đó ai cũng đổ dồn sự để ý lên bàn tay cô gái ngồi cạnh. Bàn tay nhầm chỗ của cô gái trẻ đang là chủ đề bàn tán hình ở trên. Quả thực, ai cũng thấy có gì đó sai sai. Theo các tín đồ thời trang sành điệu thì đôi giày mà chàng trai đang xỏ được khá nhiều gamer thủ trẻ ưa chuộng, có tên tuổi nổi tiếng hẳn voi. Tuy nhiên, giày đẹp cũng chẳng để làm gì khi có thứ khác chiếm hết bốt ly. Rất đông thành viên mạng cười cợt muốn bể bụng khi nhìn chằm chằm vào bàn tay cô gái trẻ ngồi bên cạnh chàng trai. Tại sao cô ấy không đặt tay lên bàn, lên đùi, hay cầm tay chàng trai mà nhất định phải là giữa hai chân của anh ấy? Thắc bận rộn này đến hội chị em cũng không biết giải đáp ra sao, nhìn cảnh tượng mà chỉ biết uế ớt. Chắc chị gái bị té tay chẳng may trúng chỗ nhạy cảm thôi mà, mọi người đừng để ý. Hãy coi như không thấy gì đi, biết đâu chị ấy đang cần một điểm tựa, mà dựa chỗ khác thì chị ấy không yên tâm. Khó hiểu nhỉ, ở chỗ đông người mà cứ hồn nhiên như chỗ vắng. Soi hoài cái chỗ quên tưởng đứa đăng bài muốn mua giày thật, còn tốt bụng định nhắn tin cho biết chỗ bán, ai dè đâu bức hình lại sâu xa đến thế. Dân mạng bàn tán khá vui nhộn quanh chuyện hỏi giày nhưng lại dòm bàn tay hư hỏng của cô gái. Hóa ra, câu hỏi mua giày ban sơ cũng chỉ là mỉa mai kéo cặp đôi trẻ trong hình mà thôi. Dù rất muốn thông cảm với cô gái, song nhiều người vẫn phải lắc đầu đà lưỡi vì sự vô duyên của nữ chính trong màn bi hài kịch này. Mà kể cũng lạ, gamer thủ gái đạp tay lên chỗ nhạy cảm như thế mà chàng trai chẳng phản ứng gì, công bình ngồi nghịch điện thoại. Tranh cãi ồn ào đến đâu đi chăng nữa thì vẫn phải nghiêm túc nói rằng hành động của cô gái trẻ khá phản cảm, ở nơi công cộng như quán cà phê thì không nên đâu chị em à. Đã có biết bao tấm gương bị dư luận gạt đá vì tội sát nhau vô duyên giữa thanh thiên bạc nhật rồi, đừng biến mình thành tấm gương tiếp theo. Vừa soàn quý phái lại vừa mất giá, nếu muốn yêu yêu mến nhau thì thiếu gì chỗ kín đáo đâu, đừng tiện tay trước con mắt thiên hạ nhé.